Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự xã Đắc Rông tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xã Đắc Rông đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân áp dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Từ đó giúp người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, giá trị các loại nông sản tăng lên, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã Đắc Rông với lợi thế của một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, để nâng cao giá trị nông sản hàng hóa và tăng giá trị kinh tế cho người nông dân. Xã Đắc Rông đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trên lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi. Cùng với đó đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nông dân thay đổi phương pháp canh tác manh mún nhỏ lẻ, chuyển sang sản xuất tập trung gắn với áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên diện rộng, từng bước thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững. Thông qua những tập huấn như này thì tôi cảm thấy là tạo cho mình được cái kiến thức là về kỹ thuật trồng trọt, mình làm theo khoa học. Có thể là ngày xưa là mình làm theo cảm tính của mình, không còn là mình thích trồng lúc nào thì trồng, mà thích bón lúc nào thì bón, thích xịt lúc nào thì xịt. Cái này thì mình làm theo quy trình, có nghĩa là đến thời gian phát triển của cây trồng thì mình bỏ phân, xịt thuốc, nó có khoa học, mình làm cảm thấy là sẽ cho cây trồng phát triển tốt hơn nhà ngày xưa. Trong năm 2018, xã Đắc Rông đã phối hợp với ngành nông nghiệp của huyện tổ chức các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cây mít Thái, kỹ thuật chăm sóc cây lúa thuần vụ đông xuân, tập huấn về các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Qua đó giúp bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Ngoài ra, xã Đắc Rông còn xây dựng nhiều mô hình kinh tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, mở ra cơ hội làm giàu cho người dân. Điển hình như mô hình trồng mít, mô hình trồng cây ăn quả, trồng lúa nước theo hướng hàng hóa, mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây hồ tiêu. Cái nâng cao trình độ sản xuất này thì nông dân thì cũng thấy, bên nông nghiệp thì lấy về như thế thì nông dân sản xuất thấy đạt thôi. Còn vì theo nông dân nhận thức ít thì cũng không biết làm theo cái phong tục của nông dân thì bây giờ có thì dân thì mới biết làm theo thôi. Còn ngoài ra sao biết được. Tập huấn này là tốt rồi, nông dân hiểu biết thêm nhiều hơn. Thì mọi khi thì cứ trồng theo cái phương thức của dân thôi. Như vậy. Thì, theo khoa học kỹ thuật là như vậy thì nó sẽ tăng cao hơn, là để các cho bà con nó làm có lợi ích hơn. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật đã tạo cơ hội cho các nông hộ tiếp cận được kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Nhiều bà con nông dân sau khi được tham gia các lớp tập huấn đã thay đổi cách nghĩ cách làm, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới trong sản xuất. Nhờ đó, cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn chiếm số lượng lớn từ hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Với những kiến thức khoa học kỹ thuật được phổ biến không chỉ giúp nông dân nâng cao nhận thức trong quá trình lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình để đầu tư phát triển kinh tế, mà còn tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đối với địa phương thì hiện nay chúng tôi đang là tập trung vào phát triển kinh tế cho người nông dân. Để muốn phát triển được kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân thì chúng tôi phải đưa khoa học kỹ thuật vào. Thì hiện nay thì chúng tôi rất nhiều các cái mô hình, các cái lớp tập huấn, đặc biệt là hiện nay thì chúng tôi có cái mô hình trồng mít này, rồi mô hình trồng lúa để xuất khẩu thị trường này, rồi mô hình trồng khoai lang để đảm bảo cho người nông dân để nắm được cái kỹ thuật để cho cái sản phẩm được tốt, rồi để cho đảm bảo năng suất được cao thì chúng tôi phải tổ chức các lớp tập huấn để cho bà con nông dân nắm được cái khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trong trồng trọt, nhằm để tăng năng suất cây trồng, giá trị của cây trồng và thị trường được nâng lên thì đời sống dân phát triển và làm giàu cho địa phương. Trong thời gian tới, xã Đắc Rông tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó khâu then chốt là tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết với các ngành chức năng, tăng cường hoạt động tập huấn, tổ chức hội nghị đầu bờ các giống cây trồng vật nuôi mới, giúp nông dân ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.